Không kích. Ông này ngồi ở đây đúng không? Không kích. Sao mà có thể chạy được? Không kích. Tôi xem anh chạy bằng đường nào. Anh không thoát được đâu. Đúng. Anh phải nổ. Đúng. Nhưng đường vào bo của anh rất khó. Tôi sẽ cho anh khó vào bo hơn. Tương tác với mình đi. Cần thì cho thính. Lo cái gì. Thêm quả nữa không? Cho luôn á. Đây là vị trí của trà xanh. À cần luôn hả? Cần thính hả? Ok cho quả nè. Rồi có người ở đây luôn. Ok hai bên bắn nhau easy đủ. Ui một sạc. Ôi trời ơi. Mẹo không ăn. Ừ, gật nữa. Mẹo này thiệt tình nè. Nè cho quả nè. Nè cho thêm quả nữa nè. Thấy tội á. Nè. Đó. Trời đỉnh liền thấy không? Yêu yêu. Đó, cảm ơn cho thêm quả nữa đó. Rồi, mẹ thêm trái tim nữa. Ok cho thêm quả. Nghé voi. Chết rồi nghé voi. Gật mẹ thiệt tình nè. Cái thằng quỷ này từ từ. Gật nè các bạn. Thiệt à. Nè. Rồi có cần xe chạy vào luôn không? Mẹ. Rồi có súng rồi. Có A-dup rồi đó. Ngứa tay rồi bắn đi. Ờ gật nữa kìa má. Gật xe chạy vào nữa kìa. Quăng chiếc xe cho nè. Đó. Kêu em. Có quả mình ở đây. Trời ơi yếu. Tôi chưa bao giờ thấy ông nào mà ông phá mình mà ông yếu như ông này luôn á, thiệt tình à. Rồi. Rồi tới công chuyện rồi. Ông kia yếu máu rồi. Trời ơi để ông bắn kìa, để bắn rồi đi. Trời ơi kéo cái gì vậy, chặt luôn ngón tay đi. Trời ơi kéo gì vị trí của Giang. Để sự kiện toàn cầu đi, giảm thời gian hồi chiêu, tốc độ di chuyển, lực nhảy tăng, bật chế độ vô hàng đạn. Rồi đó, chạy đi anh em. Trời ơi chạy nhanh cực kỳ luôn, chạy nhanh hơn cả chạy xe nữa. Trời Joker chạy kìa. Trời chạy kìa. Rồi đơm nhau rồi. Ui hai bên. Ui tóc biến các bạn ạ. Ui pha xử lý rất ghê đến từ vị trí của Locat. Ai cũng bay nhanh. Vâng kêu em bắt đầu đẩy tới rồi với cây súng xà của mình. Ui đâu rồi. Ui di chuyển kìa, cả hai di chuyển nhanh quá. Sự kiện khu vực đi. Khu vực. Rồi chết, cho thêm cái UAV ở đây nữa. Gán cái UAV ở đây nữa. Thoát ra được rồi. Xém chút nữa là chết rồi. Ui rồi xong cả hai người đều chết dưới tay của Sinh luôn. Vừa chết là vừa hết tốc độ luôn các bạn ạ. Ui mình gì một pha kéo tâm rất là kinh khủng. Tôi sẽ quăng xuống dưới đây. Xe thính. Quăng đầy xe thính luôn các bạn ạ. Đó quăng đầy xe thính luôn. Để coi có ai dám chạy xe thính không. Mình nghĩ không có ai chạy xe thính đâu. Quăng không kích cho vui đi. À quăng thêm cái UAV cho mọi người phát hiện nhau luôn. Mọi người bắn dễ hơn nè. Chưa phát hiện nhau luôn. Ui trời ai bắn rồi. Mé đứa nào. Thiệt luôn á. Trời ơi tôi quăng cái UAV mà nó dám bắn của tôi kìa. Thiệt tình đứa nào vậy? Đứa nào dám chống với tôi vậy? Ai mà biết được. Chống với tôi kia. Trời ơi người chơi dám chống với tôi. What? Các bạn ơi người chơi dám bắn cái UAV của tôi các bạn ạ. Hào hán. Tại sao dám bắn cái UAV của tôi. Không kích. Rồi bắn nhau đi. Đuổi nhau mà chạy đi. Bẻo 2 kill. 5 người còn sống trên bản đồ. Ai dám bắn cái UAV của tôi. Rồi ông này sẽ chết. Ông này ngồi ở đây đúng không. Không kích. Giang. Tới công chuyện rồi Giang ơi. Tới công chuyện rồi Giang ơi. Giang chạy à. Sao mà có thể chạy được. Không kích. À, phải bắt buộc chiếm chòi của nhau các bạn. Không thôi ở dưới là chết. Rồi xong Giang đi rồi. Ai đây chip vip hả. Minh Di bẻo trên chòi hả. À mấy người này vô nhà hết rồi hả. Ác quá đi nhưng mà em thích.
còn 4 người thôi. Ui, Yeji gần hết máu rồi. Ui rồi, xong, Yeji đi rồi. Như vậy là có 5 kill đến từ vị trí 4 kill. Chin VIP được 4 kill, Minji 3 kill, 30.000 nào vào kim cương. Bẻo 2 kill, 20.000 nào vào kim cương. Đợi xíu để coi đã. Vậy là còn 3 người các bạn ạ. Chin VIP, Minji và Bẻo. Rồi xong. Minji đi rồi. Rồi như vậy là Chin VIP 5 kill, 50.000 nào vào kim cương. Còn Chin VIP với Bẻo mà thôi. Rồi hai bên bắn nhau, ui bên nào cũng yếu máu hết trơn. Kinh, trời ơi cái thính kìa. Ôi các bạn thấy cái thính không? Rồi hai người bị đè thính chết nè, thính đè chết nè, giết nhanh, không thôi thính đè chết nè. Thính đè, kinh, thính, đè. Trời ơi. Trời ơi, một sạc như vậy là Chin VIP đã có được 60.000 nào vào kim cương. Rồi đây là vị trí của QM. Phát hiện có người trên rồi. Một pha đáp trả bằng sát thương của mình. Wow, rất gắt. Bơn chạy rất nhanh nên anh ta công rất chuẩn. Ui nhưng không được rồi, đó là một pha sạc lỗi đến từ vị trí của QM. Quá buồn cho QM. Cái này không phải là QM nữa rồi mà gọi là cứu em. Đúng. Rồi, tặng hoa cho đồ hả? Không, đừng có cố gắng dụ dỗ tôi làm gì hết. Tôi đẹp nhưng tôi đâu có dễ dãi. Khu này đơm nhau dữ ha. Khu này chắc là cần thêm một quả không kích ha. Đây tôi cho cái quả không kích ở khu này nè. Rồi, mấy chú cứ đơm nhau còn không kích là cứ tôi lo ha. Thợ săn, trời ơi thợ săn nhìn giống boss dữ vậy. Trà xanh, ông nội này thích làm trà xanh. Ông nào cũng nhìn chỗ là tôi quăng cái thứ lỗ đồng, thiệt. Nam nè, gì nè, ít giáp 1 dữ ta. Ui chết rồi, trà xanh đang bị bắn ở ngoài bo. Hãy cứu trà xanh thôi. Quăng cái thính cứu trà xanh. Ù rồi xong. À không, trà xanh vẫn chạy được. Ồ. Phải cứu trà xanh. À không, trà xanh đang bắn lại con người ta mà. Cứu con người ta chứ. Quăng cho chiếc xe thính ở đây. Rồi trà xanh bắn rồi. Rồi quăng cho chiếc xe thính. Năm này nhảy ra khỏi nhà. Linh chạy vô máy cứu. Nam này đang chạy tới đó. Nam này thấy Linh luôn. Nam này chạy tới. Thấy có chiếc xe ở đây. Rồi một pha sạc lên nhưng mà không bắn được đối phương. Đắc Vân chạy xe hoài nha. Mấy người này chạy xe hoài nha, thiệt tình nè. Ui chạy cái kiểu gì vậy? Cho chỗ này thêm một quả không kích luôn nè. Trời ơi, ông kia ông chạy xe máy ông chết mất tiêu rồi. Còn ông nào chạy xe máy không? À, còn ông đúng không? À, cho ông này một quả luôn nè. Không kích liền. Không kích liền, cho một quả không kích nè. Đó. À, chạy thoát ra khu vực không kích của tôi rồi đúng không? Làm sao mà có thể thoát ra được khu vực không kích của tôi? Trời, đỉnh liền. Làm sao mà luồn lách ra khỏi khu vực không kích ra. Được. Hay đấy, luồn xe vào đây à. Được. Tôi xem anh chạy bằng đường nào. Anh không thoát được đâu. Đúng. Anh phải nổ, đúng. Vâng, anh đã thoát ra được khỏi khu vực đó rồi. Nhưng đường vào bo của anh rất khó. Tôi sẽ cho anh khó vào bo hơn. Rồi rồi, ông nội này vẫn còn chạy xe. Ui chạy ra bo luôn hả? Dữ vậy. Rồi có người nhảy vô nhà Bẻo rồi. Tôi có ác quá không kia các bạn. Tôi cho thẻ đỏ nãy giờ nhiều lắm luôn á. Trời ơi, ông này bị sạc 2-3 lần ông không biết trời. Trời ơi, ông để bị sạc 5-6 lần luôn kìa. Trời ơi,
Trời ơi, hai ông bị chết rồi, còn 7 người trên bản đồ các bạn ạ. Rồi bên đây thỏ bảy màu với ai đây? K2K đang giao tranh với thỏ bảy màu. Thỏ bảy màu đã phát hiện ra. Vâng, quá nguy hiểm. Hãy phát hiện nhau hết. Rồi, tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt, nhánh đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều everyverse. Em ăn đi. Thỏ bảy màu và trà xanh và bẻo và blood. Mình nghĩ trong pha này blood đi trước rồi. Mình nghĩ trong pha này blood đi trước rồi các bạn ơi. Ơi, anh biết không cái gì. Rồi Blood đi trước rồi các bạn. Rồi còn 3 người, thỏ bảy màu, 4 kill, 40.000 nào vào kim cương rồi. Rồi ông này trà xanh yếu máu rồi, trà xanh đi rồi. Trà xanh 3 kill. Từ từ, bẻo chưa có kill nào. Rồi xong. À khó cho bẻo này, toàn bẻo rồi nè. Toàn cho bẻo rồi các bạn. Rồi bẻo đi rồi, bẻo không kêu. Thỏ bảy màu 6 kêu, 60.000 nạp vào kim cương. Symbol love. Symbol love.